Chào tất cô và tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến một chủ đề rất quan trọng trong bộ môn kế toán doanh nghiệp. Buổi hôm trước thì chúng ta đã học về bản cân đối kế toán. Trong bản cân đối kế toán thì có những yếu tố quan trọng mà chúng ta cần nhắc đến. Một trong những yếu tố quan trọng đó mà chúng ta phải luôn luôn đặt lên hàng đầu đó chính là nguồn vốn. Nguồn vốn của doanh nghiệp được coi là dòng máu của doanh nghiệp. Nếu nguồn vốn này cạn kiệt, coi như máu của doanh nghiệp cũng cạn kiệt. Bởi vì đây là sức mạnh của doanh nghiệp được thể hiện ở trong nguồn vốn. Vậy thì nguồn vốn được tạo ra từ đâu? Nguồn vốn thì chúng ta có thể được thể hiện qua rất nhiều và chúng ta có thể liệt kê nó qua khá là nhiều những cái chỉ tiêu khác nhau. Nhưng một trong bảng cân đối kế toán thì có liệt kê ra và đó là nguồn vốn được thể hiện trong hai nguồn chính, đó chính là nợ phải trả cũng như là vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả thì chúng ta có thể là từ nguồn nguồn của các chủ nợ thân thiết cũng như là chủ nợ xã hội, hoặc là một trong những chủ nợ mà chúng ta thường thấy nhất ở trong doanh nghiệp, đó chính là các ngân hàng. Tiếp theo mà nợ phải trả là phải trả mà là phải trả mà có chúng ta có thể dễ bắt gặp nhất và có, đó là một nguồn nợ dễ dàng nhất trong doanh nghiệp, đó chính là nợ chính lương nhân viên của mình, hay còn gọi là chiếm dụng vốn của nhân viên. Tại sao lại phải chiếm dụng vốn như vậy? Bởi vì có những dự án mà chúng ta bị động vốn và chúng ta có thể delay được những người cung cấp dịch vụ cho chúng ta, những người làm thuê cho chúng ta. Vậy thì chúng ta nên delay những người làm thuê hơn so với việc là chúng ta delay những cái người cung cấp dịch vụ cho chúng ta, bởi vì những người làm thuê cho chúng ta có thể họ sẽ chịu thiệt thòi khoảng 1 đến 2 tháng, nhưng đổi lại chúng ta sẽ có một cái chương trình gì đó đổi lại cho cái việc là chúng ta chậm lương của họ 1 đến 2 tháng như vậy. Thì đó là cách dễ dàng nhất để chúng ta có thể chiếm dụng vốn và xây dựng cái nguồn vốn của doanh nghiệp trong cái thời kỳ khó khăn. Vậy thì cái thời kỳ không khó khăn thì chúng ta có thể lấy được nguồn vốn từ đâu? Đó là những nguồn vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư. Đây là nguồn vốn cơ bản nhất trong một doanh nghiệp. Khi mà chúng ta thành lập lên công ty thì bắt buộc chúng ta phải liệt kê nguồn vốn lên bản kê khai của doanh nghiệp. Và một trong những nguồn vốn bắt buộc ở trong bảng kê khai đó chính là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu và vốn một số loại nguồn vốn khác. Thì vốn chủ sở hữu thì chúng ta sẽ trả theo định kỳ và nó là một nguồn vốn mà chúng ta có thể sử dụng. Vốn chủ sở hữu đã đưa vào trong doanh nghiệp thì không có chuyện rút ra. Tại sao như vậy? Bởi vì khi đưa vào doanh nghiệp, đó là sự tự nguyện. Thứ hai, không có một luật pháp nào khi mà chúng ta lấy vốn của chủ sở hữu và chúng ta phải có nghĩa vụ trả lại. Tất nhiên, ở trên thực tế thì chúng ta lấy nhiệm vốn bao nhiêu thì chúng ta sẽ trả lại từng đó cộng với lợi nhuận của họ khi mà họ đầu tư vào. Nhưng trên bản cân đối kế toán thì không có liệt kê ra phần đó. Chúng ta sẽ làm một số những cái đó, nợ phải trả. Nợ phải trả là những thứ thể hiện những nguồn nợ của hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mà doanh nghiệp cần phải thanh toán, thể hiện nguồn lực của mình. Được thể hiện trong bản cân đối kế toán của các chủ nợ đối với khối tài sản của doanh nghiệp. Nợ phải trả, chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Nợ phải trả hay là nguồn vốn hay bất kỳ một cái gì khác trong doanh nghiệp thì chúng ta đều có thể tìm kiếm được cái định nghĩa cũng như là tìm kiếm được những cái nguồn giải thích khác nhau mà mỗi người sẽ có một quan điểm riêng, nhưng chúng ta nên dựa theo cái bảng cân đối kế toán và chuẩn mực kế toán của nhà nước được công bố.
vốn chủ sở hữu thì lại được cấu thành từ nên từ hai phần, một là gồm vốn góp của các chủ sở hữu, hai là lợi nhuận từ các hoạt động tài chính mà doanh nghiệp có thể làm ra, như là lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận ròng sau lợi nhuận sau thuế, hay còn gọi là hay là cổ tức. Vốn góp chủ sở hữu thì thường sẽ là cổ phiếu được phát hành mà công ty được công bố lên sàn chứng khoán. Thì tất cả những cái định nghĩa và những cái ứng dụng thì chúng ta đã được giải thích rõ ở trong cái phần bài học của chúng ta ở buổi trước. Video lần này thì mình chỉ thống kê lại những cái một số nét cơ bản, một số nét chính trong cái buổi học ngày hôm trước về nguồn vốn của doanh nghiệp và dòng máu của doanh nghiệp. Mong các bạn có thể góp ý cho video của mình lần này và để mình hoàn thiện hơn.